nếu như xuyên việc trọng sinh đến năm 2006, có mấy chuyện nhất định phải nhớ kỹ, một năm này thị trường chứng khoán cất cánh, một năm này World Cup Italy là quán quân, một năm này giá phòng còn ở vào vị trí thấp. Một năm này tôi muốn thi tốt nghiệp trung học, nhưng vẫn là một học sinh cạn bã, mặc cho người ta bắt nạt nobody, nam thần trần trạch là học bá của trường học, sau khi sống lại, tôi quyết định phụng hành một nguyên tắc chính là muốn sống một cuộc sống không giống nhau bất luận kẻ nào chỉ cần chịu thay đổi chính mình là có thể thay đổi nhân sinh. Chu Đồng, ngươi thật giống với trước kia không giống nhau. Chương 1 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Quyết định làm chính mình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Nhập định bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Trần Trạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Trở lại ký túc xá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Chống lại chủ nghĩa bá quyền lăng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Bị khuyên lui học. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Về nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 rừng hồ bai can. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thiếu niên lang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.